Xin chào tất cả mọi người, quay trở lại kênh Kỷ Niệm Vui Giá nha. Chúc mọi người ngày mới thật là nhiều sức khỏe và thật thành công trong công việc và cuộc sống nha. Hôm nay mình sẽ làm món cá kho này. Mình sẽ cắt đây 4 củ hành, 4 củ tỏi. Tỏi rất là thơm. Mọi người, trên chỗ Bảo Lộc mình bắt đầu là không khí lạnh này tràn về, rất là lạnh, chuẩn bị đến Noel đó. Trên đây là nói ăn đến sớm, không khí là biết liền à. Trên chỗ mình hôm nay là hang đá cũng rất là đẹp nhé, làm đầy đường luôn, cây thông các kiểu thì nó là hoành tráng và đẹp. Nên mọi người đi đâu thì cũng nhớ giữ gìn sức khỏe cho mình và cho người thân của mình nữa nha. Đây mình mua được 3 củ sả, mình cắt sả luôn nha. Thơm lắm. Sả này mình có đập sơ cái đầu đi tí nha. Sẽ cho dầu vào nha, cho nhiều dầu xíu, bật bếp lên, phi nó thật thơm lắm nha. Này hôm nay mình mua được han cá này, mình quên mất tên này, tên nó cũng khó nhớ. Mọi người biết con cá gì mọi người bình luận dưới cho mình biết tên của nó để mình nhớ nha. Đấy một con gọi là 10 ngàn, phi nó thơm này lên này. Thật thơm mà hành với tỏi xả lên nha. Rồi, sẽ cho ăn cá này. Mọi người đổ nước cho sấp mặt cá nha, cái cá gì ăn nó ngon. Đấy. Tí mọi người nhớ rửa mặt nha. Rồi giờ mình sẽ cho nước màu và cho nó đẹp. Đây, nước màu cho là một thìa để nước màu nhé, cho cá lên cho nó đẹp màu. Đó. Mình sẽ cho gia vị vào luôn, cho một thìa bột nêm, một tí nước mắm một cái nó đậm, một thìa bột ngọt, muối, một thìa muối luôn, một thứ một thìa. Tại mình ăn vài tí nó còn chấm nữa. Mình sẽ cho vào thêm một thìa nước mắm nữa nha. Mình ăn nước mắm ba miền này cho nó rẻ. Một thìa nước mắm. Rồi mình cho ít tiêu, tiêu mọi người cho tùy ý nha. À, được nhiều cho nhiều, ăn ít cho ít. Mình còn ít mình cho hết vào luôn. Độ nửa thìa. Đó, mình sẽ nấu trong tầm 15 đến 20 phút nha. Rồi, mình nấu được 20 phút rồi, mình mở ra nha. Ui, nó quẹo lại ngon lắm. Đó, nó quẹo hết nước lại. Đó, nước sệt sệt lại luôn này. Mọi người có thể nấu thêm một xíu nữa nhé, độ tầm 5-7 phút nữa cho nó hết nước được. Mình thì mình để nước vào để mình chan nha. Nhưng cái này ai ăn được ớt ấy thì cắt thêm ớt vào nữa rất là ngon nha. Đấy, rồi mọi người mà thích chấm ở ngoài thì có thể chấm thêm bát mắm ớt nguyên thật là cay nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của mình. Đừng tiếc cho kênh mình được like, đăng ký kênh nha. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong video mới nhất nha.